đại hội vạch mặt thì em xin được phép nói anh Cảnh là một người chậm chạp vô cùng. Wow, xuất sắc em. Anh chậm lắm chị. Tiếp em. Anh làm mọi thứ trong cái chuyện giống như là thế giới này là đúng là cuộc sống của anh là vũ trụ sẽ xoay quanh ảnh nha. Thì nhưng mà anh vô hình chung là anh nghĩ là vũ trụ tất cả của mọi người, công việc của mình cũng xoay mình ảnh á. Anh làm cái gì cũng chậm, suy nghĩ cũng chậm, đi đứng cũng chậm, lấy quần áo thay đồ cũng chậm, ăn cũng chậm, nói chuyện cũng chậm. À. Xong rồi nhưng mà bây giờ có một tín hiệu tích cực là từ khi chơi với em là bây giờ nhanh nhẹn hẳn. À, không nha. Hồi xưa em coi cô dâu 8 tuổi đúng không? Không, em không coi phim đó tập nào luôn. Nói cho ông thật thà chị. Em không biết phim đó luôn. Em có biết là phim đó, ủa em coi sao tự nhiên quay có một cảnh mà mặt người này người kia cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại, quay lại, quay lại. Chứ ý em không biết. Ý chị nói là không, em biết. Giống như vậy đó. Nè, để nói cho nhiều khi là do em nhanh quá. Em nhanh quá, không phải một mình anh nói luôn. Thì em đâu có nói em chậm đâu, em thừa nhận em nhanh mà. Anh cũng có chậm, nhưng mà nhiều khi cái chậm anh nó cần thiết. Nhưng mà anh phải là đúng lúc thôi. Anh đừng có lúc nào cũng chậm, mình phải có lúc nhanh lúc chậm đúng không chị? Không, ta lỡ theo trên TikTok Mộng Kha gì đó. Mình phải sống chậm, từ từ một chút xíu. Anh cái thanh gì, tịnh quá. Cái gì mà cũng như ai rượt vậy. Lúc nào Ngân cũng trong tư thế đó luôn, em có thấy stress giùm. Em không stress. Em cảm thấy một ngày của mình có 24 tiếng không đủ, mình phải làm sao làm nhanh. Chứ mình không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa đó chị. Không. Còn ảnh là ảnh thời gian ảnh ngồi nhìn mây trời. Bây giờ nó căng thẳng quá, mình phải ngắm trời mây cho nó. Chị nghĩ nha, ai mà có lỡ ship cặp này rồi coi tới đoạn này suy nghĩ lại. Như nước với lửa vậy ơi.